Vâng, xin cho toàn thể anh em audio và trước mắt quý vị các bạn, ngày hôm nay chính là con âm ly Sansui 5000A, một sản phẩm âm ly đài quốc dân, một sản phẩm của thị trường nội địa Nhật xuất cho tất cả các nước nên nó có đa cổ điện. Riêng dòng âm ly đài này thì cái phần FM và AM của nó đang là đủ hết giải, chứ nó không thiếu giải, bởi vì nó xuất vào thị trường nội địa Mỹ mà, nên cái giải 108 nó phải có. Em đang quay như này mà cái đèn nó, em có zoom ra zoom vào này, nó nhấp nháy ấy, là ở đây này, nó không phải là do cái đèn này nhấp nháy đâu, mà nó do là do cái ánh sáng của cái này nó trùng với cái ánh sáng của điện thoại nên nó nhấp nháy thôi. Đấy, chứ anh em nhìn này, cái này nó không nhấp nháy, có nghĩa là cái hệ thống đèn led này. Đấy, đây đây, anh em nhìn chưa, khi cái cường độ ánh sáng vừa phải nó sẽ bị nhấp nháy, giống như kiểu chúng ta cầm điện thoại chúng ta quay vào cái hệ thống đèn led của chúng ta ấy. Nếu như hệ thống đèn led đấy nó vượt quá cái tần số của cái điện thoại thì nó sẽ bị nhấp nháy và chập chờn như này. Đấy, nhưng mà khi chúng ta lấy điểm sáng đúng thì nó sẽ không nhấp nháy nữa. Đó, đấy, không để tránh cái tình trạng anh em để bảo con này của em cái đèn nó bị nhấp nháy là không phải nhá. Con này em lấy về theo đơn đặt hàng của anh em thôi, chứ không phải là cái dòng này bây giờ thực sự ra là nó rất khó bán nên em không nhập về. Vỏ là vỏ gỗ zin nhá, vỏ zin này, chứ không phải là vỏ mới và cũng không phải vỏ độ nhá. Đấy, đó, thường thường thì mọi người hay cắm cổng Aurex. Đây là em đang bật FM này. Đấy, FM. Khi chúng ta bắt cái tần số mà nó khỏe thì cái chữ step này nó sẽ hiện lên này. Thường thường thì chúng ta hay cắm cổng Aurex. Nhưng mà khi chúng ta cắm cổng Aurex thì chúng ta sẽ thấy hiện tượng là hệ thống đèn của chúng ta nó sẽ bị tắt ngấm hết. Đúng không ạ? Đồng nghĩa với việc là trông nó không được đẹp mắt. Âm ly đài mà, nó khoe cái phần đài ra, phần sóng đài ra mà bây giờ chúng ta lại tắt đi. Thì có một cái cách khắc phục nó là như thế này. Trước kia thì em hay cho thợ của em hàn luôn cái đường điện của cái phần này vào trong phần bóng đèn luôn, có nghĩa là cứ bật lên là nó sáng hết. Như này. Nếu bật Aurex thì cái thêm cái chữ Aurex này nó sáng thôi. Nhưng mà ngoài ra thì chúng ta còn có một thêm một cách nữa là như này. Chúng ta thay bằng việc cắm vào cổng Aurex thì chúng ta hãy cắm vào cái cổng tab B này chẳng hạn, hoặc tab A. Đây này, cổng tab này, tab B hoặc A, cắm vào cái chữ mon này, dọc chữ mon. Nếu cắm A ở đây, cắm B thì cắm bên này. Sau đó chúng ta xoay ra đây. Chúng ta cứ bật về FM bình thường. Xong cắm vào A thì B thì chúng ta ấn vào B. Đấy, thế là chúng ta có thể nghe nhạc TV được rồi. Mà đèn vẫn sáng. Dòng âm ly này là một trong số những dòng âm ly không có led. Đấy, âm sắc của nó ra trực tiếp nên khi mà tắt nguồn và bật nguồn nó điện nó sẽ díu dần và nó lên dần. Đấy, nó sẽ lúc mở và lúc tắt nó hơi bộp bộp ra loa một tí, chúng ta phải chấp nhận. Đấy là nó. Không có cách nào khắc phục được đâu. Trừ khi bây giờ chúng ta lắp cho nó một cái led thì nó sẽ hết, nhưng như thế phải độ lên. Con này cái phần dưới của nó còn có nguyên một cuốn sách nhá. Đấy, nguyên zin hết nhá. Rồi, và với mức giá em đang lấy hộ cho bác ấy thì cũng có tí chút công là 11.500.000. Video em xin phép tạm dừng tại đây.